Ở đây thì mình sẽ rút tầm khoảng 1 triệu thôi nha anh em. Đây mình có thể nhập số lượng mà. Để 300 chơi game chơi cho vui. Ok, mình rút tiền rồi. Đấy các bạn thấy rút tiền thành công chưa? Cái lịch sử rút tiền nó đáng xử lý nha. Game này rút được khá là nhanh luôn. Rồi.